trong cái nguyên nhân nghe kén thì khi mà các bạn các anh chị nghe một lần đầu tiên ấy, nghe thì các bạn sẽ thấy rằng rất là khó khăn để mà thu được kiến thức ngay, bởi vì nó có rất nhiều những nguyên nhân. Như vậy thì có thể tổng hợp lại những nguyên nhân như thế này: một, nguyên nhân bẩm sinh; hai, nguyên nhân mắc phải. Nguyên nhân mắc phải thì có thể là cái tai biến của bắt đầu từ lúc sinh ra, các bạn bắt đầu từ lúc sinh ra nó tai biến của sản khoa, trẻ hoàn toàn bình thường, nhưng trong quá trình chuyển dạ nó kéo dài hoặc ngạt hoặc áp ga thấp, một cái bất kể một lý do gì, lý do gì trong quá trình chuyển dạ mà người thiếu oxy não, đặc biệt là thiếu oxy não trên 5 phút thì chắc chắn là có ảnh hưởng đến vấn đề tư duy, đến vấn đề nhận thức về nghe. Cái thứ hai, ở cái tuổi sơ sinh mà chẳng 80% trẻ sơ sinh trong trong tháng đầu là bị vàng da, thế nhưng mà chỉ một phần nhỏ trong số đó là vàng da nhân, và da nhân thì là một tình trạng, nó lại một cái tình trạng là bị tăng cái bilirubin tự do, và nó trong cái cơ quan thần kinh trung ương ấy thì hệ thống dẫn truyền thính giác dây thần kinh số 8 là cơ quan nhạy cảm nhất, nhạy cảm nhất đối với tình trạng tăng bilirubin tự do, và đặc biệt là nhân thính giác ở thân não của dây thần kinh số 8 và dây 8. Một phần nhỏ nó mới tổn thương ở tai thôi, còn chủ yếu là dây thần kinh số 8, nhân thính giác, thậm chí là tế bào thần kinh trung ương ở vỏ não. Đó là cái tăng bilirubin tự do. Nguyên nhân mắc phải tiếp theo tính từ từ lúc sinh ra đến khi cao tuổi hay gặp nhất ở trẻ em ấy, là tình trạng viêm tai giữa và viêm màng não. Viêm tai giữa thì ảnh hưởng đến hệ thống dẫn truyền, và nếu có tình trạng nhiễm trùng sâu vào trong ống tai thì có thể ảnh hưởng đến nghe kém, tiếp nhận hoặc là hỗn hợp. Viêm màng não thì tổn thương đến nó do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân hay gặp nhất là viêm màng não mủ. Thì mỗi loại vi khuẩn đều có những cơ chế tác động khác nhau, thứ nhất là gây phù não, thứ hai là độc tố của vi khuẩn, thứ ba là gây tình trạng thiếu oxy của tế bào lông ngoài. Các bạn có là xin phép thôi về bài này nhé. Trong vấn đề sàng lọc khiếm thính bẩm sinh và các trước sinh, cái này tôi viết theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế, cho thì các bạn thấy cái logo của Bộ Y tế trên tôi vừa thay bằng logo của Bộ Chính học. Đây có chuyện được không? Để chuyển cho mình cũng được. Chúng ta bắt đầu slide tiếp theo đây. Cái định nghĩa, rất nhiều người định nghĩa nghe kém, rất nhiều người thế thì nghe kém là gì, thế thì kiếm tính là gì, thế thì điếc là gì, thế thì gánh ngãng là gì, thế là thống nhất một cái tên gọi là tất cả những cái đó. Nó là từ đồng nghĩa, vì nghe kém hay khiếm thính hay điếc nó là cái từ đồng nghĩa. Bây giờ thống nhất nó là một từ đồng nghĩa, nó thể hiện một tình trạng thiếu hụt một phần hoặc là toàn bộ khả năng nghe. Như vậy là nếu thiếu hụt một phần thì nó là nghe kém mức độ nhẹ, thiếu hụt toàn bộ là nghe kém trắng, ví dụ thế, nghe kém điếc sâu. Thế vậy thì chính vì thế người ta phân loại theo mức độ nghe kém, mức độ từ mức độ nhẹ, mức độ trung bình nhẹ đến trung bình, đến trung bình nặng, cho đến mức độ nặng, đến điếc sâu, đến điếc trắng. Như vậy thì cái nghe kém định nghĩa như thế thì tôi thấy rằng cái từ nào có thể nghe kém là nó một cái dạng thiếu hụt người nghe ở một tai hoặc cả hai tai. Đây là cái tần số nghe kém, thì chúng ta thấy Việt Nam ở cái vị trí đây, nó tương đương với vị trí của vị thế của ASEAN, của Trung Quốc, của Châu Phi, của Nam Mỹ. Tức là cái tỷ lệ nghe kém từ 4,42 đến 6,13%. Nghe kém bẩm sinh thì cứ 1.000 trẻ sinh sống, cái từ thực tế học sinh sống có nghĩa trẻ sinh ra mà vẫn còn sống, còn trẻ sinh ra mà chết ngay chúng ta chưa kịp làm gì thì không được tính vào trong cái thống kê này. Và cứ 1.000 trẻ sinh ra thì sẽ có 3 đến 5 trẻ có vấn đề về nghe bẩm sinh.
Thế từ cái sơ đồ này và tính ra là trong nghe kém do môi trường hoặc là do mắc phải thì do môi trường là khoảng độ dưới 50% trẻ nghe kém do môi trường, trong đó thì nhiễm virus, nhiễm rubella và các nhiễm trùng khác trong quá trình mang thai hoặc là trong quá trình chuyển dạ hoặc trong quá trình dùng một số những thuốc mà có nhạy cảm đối với hệ thần kinh chính. Trong mỗi cái nguyên nhân như thế này, mỗi nguyên nhân như thế này thì chúng tôi đang viết mỗi nguyên nhân là một bài, ví dụ chúng tôi cũng một bài nói về nghe kém do amyloid thì cái thuốc nào, cơ chế nào, cái cùng cái amyloid, cái dòng nào nó gây nghe kém và dòng nào nó tác động vào cái gì. Ví dụ trong nghe kém do amyloid thì chủ yếu là gây đột biến gen, đột biến gen 1555A của trong khoảng độ mà mấy chục gen của vi thể, tức là không phải gen nằm trong nhân mà gen nằm trong tế bào chất, gen vi thể và di truyền theo dòng mẹ. Đó là cái điếc do dùng một số thuốc và hóa chất, và bản chất là đột biến gen vi thể, nó là gen vòng nằm trong vi thể và trong tế bào chất, không phải gen nằm trong nhân và không liên quan gì đến bố cả. Gen này di truyền theo dòng mẹ, ví dụ như thế. Tức là một cái nguyên nhân này thì nó ra một cái một bài, chúng ta có thể nói một bài trên 50% nghe kém bẩm sinh, nghe kém sơ sinh là do di truyền, trong đó có khoảng độ 35% là không có hội chứng. Có nghĩa là ngoài cái chuyện nghe kém ra, chúng ta không tìm ra một nguyên nhân nào khác, một cái biểu hiện lâm sàng hết, hay là nói theo di truyền ấy, là kiểu hình thì chúng ta chỉ có mỗi nghe kém, kiểu gen nó là đột biến, kiểu hình là nghe kém, ngoài ra không có một cái dấu hiệu, cái biểu hiện khác mà chúng ta có thể tìm thấy trong trường hợp này, gọi là di truyền không hội chứng, ngoài cái nghe kém là không gì khác. 15% là di truyền có hội chứng, ví dụ chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe đấy là hội chứng Waldenburg, hội chứng Pettoret, vân vân, thì có những hội chứng ví dụ là Waldenburg chẳng hạn, thì có một nhúm tóc bạc ở phía đỉnh đầu, phía trước cửa mái tóc ngay trước trên trán, và tất cả tóc là đều là màu đen, nhưng có một nhóm, một nhúm tóc ở phía trước là màu trắng, và cái cùng mặt mắt màu xanh, giống như thể màu xanh của người châu Âu mặc dù là người Việt Nam. Thế thì đó là cái hội chứng Waldenburg. Trong các đột biến gen thì di truyền này thì 20% là di truyền theo gen lặn, có nghĩa là cả đôi khi chúng ta gặp cả bố cả mẹ không hề có, cả bố cả mẹ không hề có bị bệnh nghe kém, nhưng cả bố cả mẹ đều mang gen nặng người bệnh, và khi điều kiện gặp nhau thì bố cả mẹ đều bị nghe kém, đẻ ra một người con bị nghe kém, một người con thứ hai cũng bị nghe kém, và chúng tôi đang làm cái phả hệ, và khoảng độ dưới 1% là di truyền theo liên kết giới tính. Trên thế giới hiện nay thì đã nghiên cứu ra khoảng hơn 200 gen có khả năng gây nghe kém bẩm sinh, và trong nước thì chúng ta hay gặp nhất là bốn gen là GRB2, tiếng Anh thì gọi là GJB2, GRB3, FLC26A4 và MTRNR1. Đó là bốn gen hay gặp nhất đối với người Việt Nam và một số tộc người ở Việt Nam, Trung Quốc. Cho đó khi mà người ta làm một cái nghiên cứu để tìm ra gen nghe kém của người Việt thì người ta không làm cả 200 gen giống như trên thế giới, mà người ta tìm ra bốn gen này trước, có bốn gen này có đột biến không. Nếu không đột biến, đầu tiên người ta xem là có bị nghe kém trong hội chứng không. Nếu trong hội chứng ví dụ là Waldenburg chẳng hạn hay là Pettoret chẳng hạn thì người ta khẳng định nó là đột biến gen này này rồi, không cần phải xét nghiệm gen cho cả 4-5 người nữa thì mất rất nhiều thời gian và tiền của. Và nếu trong trường hợp mà không tìm thấy trong một hội chứng mà chỉ có đít thôi thì người ta sẽ tìm 4 gen hay gặp nhất của người Việt trước. Trong trường hợp 4 gen này mà tìm vẫn không thấy thì chúng ta mới tìm ra gen khác. Như vậy là cái bước như thế thì nó đỡ cái tốn một cái lượng tiền lớn của người bệnh.
Và hiện tại trong 10 gen, 18 gen phổ biến hay gặp nhất, có 100 gen, 200 gen nhưng mà 18 gen hay gặp nhất thì người ta đã tìm thấy khoảng 100 đột biến trong 18 gen nào, những cái đột biến hay gặp. Hiện tại thì 95% trẻ sơ sinh ở Mỹ được khám sàng lọc cung kính theo cái luật 136, và rất nhiều nước có chương trình sàng lọc cung kính bẩm sinh và chúng ta cũng đang tiến hành ở Việt Nam. Đây là chúng ta thấy khi mà sàng lọc cung kính được đưa vào luật thì cái tỷ lệ khám sàng lọc cung kính được đưa vào rất là được thực hiện rất là tốt. Ví dụ năm 1994 chẳng hạn thì tỷ lệ sàng lọc cung kính của Mỹ là khoảng độ 5%, nhưng đến năm 2000, 2002 chẳng hạn thì mới chỉ có 6 năm sau đưa vào luật đến 95%, 97% trẻ sinh ra được khám sàng lọc cung kính. Đây là những tại sao nó phải sàng lọc, bởi vì chúng ta biết là cái thời gian vàng của trẻ để phát triển ngôn ngữ, để tiếp nhận âm thanh rất là quan trọng và chúng ta phải sàng lọc. Và khi can thiệp thì có thể dùng máy trợ thính như thầy Minh vừa nói, thì tùy vào mức độ nghe kém, tùy vào chỉ định, chúng ta có những chỉ định khác nhau. Ví dụ nghe kém mức độ trung bình đến nặng, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cái máy trợ thính phù hợp với công suất phù hợp. Trong một số trường hợp mà không có ống tai, không vành tai, chúng ta có thể phẫu thuật cấy ba ha. Trong trường hợp một số trường hợp mà gián đoạn chuỗi sinh con, như đó chúng ta có thể cấy tai giữa. Cấy ba ha tức là chúng ta cấy vào xương sọ và nghe bằng đường xương, nó rung nghe từ xương sọ chuyển âm thanh vào. Cấy tai giữa tức là đưa một cái dụng cụ giúp cấy từ bên ngoài từ xương vào, nhưng mà chúng ta có một cái dòng, một cái đường dây điện, chúng ta đưa vào tay giữa, chúng ta có một cái khóa chúng ta cho ôm lấy cái khớp đây đạp, chúng ta bóp chặt lại, cho nó, khi mà nó rung thì nó làm cho cái xương mặt đạp rung giống như là nghe được âm thanh, đây là cấy tay giữa. Và trong trường hợp là không cấy được như thế thì chúng ta cấy can thiệp. Trong trường hợp cấy can thiệp không được có thể cấy điện tĩnh tác thế nào. Và đây là cái quá trình chúng ta khám sàng lọc lứa tuổi học đường của chúng ta biết. Hiện tại thì sàng lọc khiếm thính thì người ta trong cộng đồng người ta khuyến cáo dùng OI, và trong bệnh viện hoặc là trong các yếu tố nguy cơ, trẻ có yếu tố nguy cơ thì khuyến cáo là dùng ABA. Dùng OI thì chúng ta nắm được khoảng hơn 90% nguyên nhân nghe kém từ ốc tai, nhưng mà nghe kém sau ốc tai là chúng ta bỏ sót, cho nên khuyến cáo là trong một số trường hợp thì chúng ta có thể dùng cả hai phương pháp này, hoặc là cái sàng lọc bằng ABA. Đây là cái đây là trẻ em chúng tôi tổ chức sàng lọc cung kính tại bệnh viện phụ sản tỉnh Thái Bình. Chúng ta thấy cái công tác sàng lọc nó tương đối là đơn giản. Trẻ khi vừa sinh ra ngày đầu chủ yếu là trẻ ngủ và ăn thôi. Chúng ta dán một vài đường cực lên xương chuống, lên trán, và chúng ta vừa cho nó bú vừa cho máy nó chạy và hoàn toàn không gây nhiễu gì cả. Và trong phòng không nhất thiết phải cách âm quá là tuyệt đối, chúng ta vẫn khám sàng lọc được. Đây là một cái quy trình khám sàng lọc cung kính. Chúng ta nếu chúng ta muốn tổ chức sàng lọc thì chúng ta làm theo phương thủ pháp như thế này. Chúng ta đo lần một, đo lần hai như thế này, và chúng ta đo chẩn đoán như này, và chúng ta can thiệp. Đây là một trường hợp trẻ đã bị đột biến gen. Chúng ta thấy cái gen mà đây là gen ROR1 và bị đột biến một cái acetamin C và tạo nên một đây là bố mẹ bình thường nhé, bình thường sinh ra cả con trai cả con gái đều bị bệnh, và đây là kiểu gen, kiểu hình chúng ta thấy là gần như là không có ốc tai, gần như là không có ốc tai, không có ốc tai này chúng ta can thiệp bằng cấy ốc tai tử cũng không được luôn. Trong trường này nếu chúng ta muốn can thiệp thì chúng ta chỉ có thể cấy điện thính giác thể não thôi. Điện thính giác thể não hiện nay Việt Nam mới chỉ có một vài trường hợp cấy, và cấy ở nước ngoài hiện tại giá nó lên khoảng độ bốn từ từ 2 tỷ dưới đến 4 tỷ,
Chúng tôi đang muốn cấy ở Việt Nam với giá khoảng 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi. Tuy nhiên thì nhiều bệnh nhân vẫn còn e dè, vẫn không không biết rằng các bác Việt Nam có cấy được hay không. À, chúng tôi có thể mời cả chuyên gia nước ngoài về Việt Nam cấy, nhưng nhìn chung là họ cũng e dè. Tôi đang hội sinh học Việt Nam rất là mong muốn chúng ta sẽ cấy những trường hợp đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn như vậy. Và chúng ta thấy trên hình ảnh CT là không hề có dấu hiệu gì, bóng dáng gì của cái ống tai ở đây cả. Và khi mà có đột biến gen như vậy thì chúng ta phải phân tích đột biến gen. Thì khi mà một trẻ thiếu chính thì chúng ta xem là có đột biến không. Nếu không có đột biến thì chúng ta không can thiệp gì cả. Và chúng ta có thể tự tư vấn rằng nếu mà đẻ đứa sau thì có thể nó sẽ không bị nghe kém. Và nếu có đột biến thì chúng ta tìm xem gen của bố mẹ. Gen bố mẹ là bình thường thì nó chỉ đột biến trường hợp đặc biệt này thôi. Nó chỉ đột biến trong cái quá trình mang thai, chẳng may bị nhiễm cúm gì đó thì nó đột biến thôi. Thì chúng ta cũng khẳng định rằng nếu mang thai trường hợp thứ hai mà điều kiện nó không bị nhiễm nhiễm cúm thì có thể sinh ra đến bé bình thường. Còn nếu có gen của mẹ di truyền trực đến thì chúng ta phải xét nghiệm cả bố mẹ, thậm chí cả ông bà cũng tìm được cái gen đó là gen gì. Chúng ta tìm xem cái khả năng sinh ra đứa thứ hai bao nhiêu phần trăm là mang gen, bao nhiêu phần trăm là nghe kém. Nếu tỷ lệ này cao thì chúng ta có thể sàng lọc phôi để tạo ra một em bé trước khi em bé bình thường về sức nghe, trước khi được cởi truyền đạt tử cung của người mẹ. Sàng lọc phôi này thì ở các bộ môn sinh học di truyền của Đại học Hà Nội, của Bệnh viện Nhi Trung ương đều làm được cái này. Cái này thì nó không không phải là hiếm nữa, ở Việt Nam có thể làm được rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng ở trong thành phố mình cũng có thể làm được. Và chúng ta phải tư vấn thuyết trình. Đây là cái chúng ta đang làm cái này là cái có tính chất lâu dài, tức là chúng ta giảm được tỷ lệ nghe kém trong cộng đồng. Và bây giờ tất cả trẻ này ra rồi chúng ta khám sàng lọc cung tính thì chúng ta chỉ can thiệp sớm thôi, chứ chúng ta không làm giảm được tỷ lệ nghe kém. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta khám được cái giai đoạn này, giai đoạn đột biến gen này, và chúng ta tìm ra những phôi này để cho những đứa trẻ tiếp theo ra đời không bị nghe kém, thì chúng ta giảm được tỷ lệ nghe kém bẩm sinh. Cái này là cái rất là quan trọng. Và đây là những trẻ được cấy ống tai điện tử tại Bệnh viện Nhi. Các thầy cô và anh chị thấy rằng bố mẹ mẹ của cháu, cái trang phục của mẹ cháu là những người rất là lam lũ, rất là vất vả, nhưng người ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn tương đương cái xe ô tô đẹp để cho con có một cơ hội được nói, được học. Đây không phải là những người có điều kiện, nhưng đây là một sự hy sinh rất là lớn để cho những đứa con của mình. Đây là 6 trẻ cấy ống tai điện tử. À, khi mà cấy ống tai điện tử rồi thì vấn đề trị liệu ngôn ngữ rất là quan trọng. Và chúng ta nghĩ rằng nó đến 200.000 một lần, 250.000 một lần cho 45 phút để dạy cho trẻ nghe kém. Và nếu mà một tuần dạy 2 buổi thì sẽ mất 500.000. Chúng ta nghĩ là đơn giản, nhưng mà với những người như thế thì rất là khó. Hai vợ chồng phải một người nghỉ làm việc. Thế giả sử là bệnh nhân không ở thành phố Hồ Chí Minh, không ở Hà Nội, mà bệnh nhân ở, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân ở Lâm Đồng, bệnh nhân ở Gia Lai, mà ở những tỉnh đó không có âm ngữ trị liệu thì làm nào? Thì hiện chúng tôi gặp trường hợp là bệnh nhân từ Lào Cai, từ Nghệ An, 10 giờ đêm người mẹ bế một đứa con 2 tuổi 3 tuổi rồi gắng tay điện tử xong lên tàu, 6 giờ sáng có mặt ở ga Hà Nội, đi từ 10 đêm trước 6 giờ sáng có mặt ở ga Hà Nội. Đến nơi thì đi vợ đi taxi hoặc đi xe ôm vào viện Nhi, trời rét cũng như trời nóng, đi vào viện Nhi học 1 tiếng, sau đó lại quay trở lại ga Hà Nội ngồi chờ đến 10 giờ đêm để lên tàu đi về tỉnh. Như vậy là cái trị liệu ngôn ngữ sau phẫu thuật hay sau đeo máy trợ thính vô cùng khó khăn. Do đó chúng tôi thành lập cái câu lạc bộ cha mẹ trẻ khiếm thính, và chúng tôi mời các chuyên gia về âm ngữ trị liệu mở lớp dạy cho các cô giáo và dạy cho các bố mẹ của những trẻ nghe kém cách dạy con tại nhà. Và khi nào bố mẹ không dạy được nữa, chúng tôi gửi tiếp những video cho bố mẹ học. Khi nào không học được có thể đến đến một ngày bố mẹ đến, chỉ cần đến bế con đến một ngày, chúng tôi dạy cho khoảng 4 5 tiết 8 tiết. Và tôi thấy rằng là chưa có một cái hội nghị nào, một cái lớp nào mà mọi người trật tự nghe như vậy, nghe trật tự như vậy hết giờ rồi đến
Chúng tôi phát cơm miễn phí, rồi trông xe miễn phí cho các bạn ấy, chúng tôi trả tiền cho giảng viên, nhưng khi đến giờ về mọi người vẫn quên lại đấy giảng viên mà hỏi từng câu, ra tận bãi xe vẫn hỏi, bởi vì họ thấy cái hành trình mang lại âm thanh cho con người ta nó vất vả quá, họ tận dụng được phút nào bên cạnh thầy giáo của họ để họ cố lấy một cái kinh nghiệm cho bản thân mình để truyền đạt cái kinh nghiệm đó cho chính đứa con của mình, và họ tiết kiệm được phút nào, họ tiết kiệm được tiền của đó, và chưa có một cái hội nghị nào mà cả một hội trường 200 người im phát như vậy. À, xin cảm ơn quý thầy cô.